Rồi chúng ta nghe ha. Rồi. À, về phạm vi lãnh thổ của Việt Nam thì Việt Nam mình có diện tích là 331.344 km vuông theo tổng cục thống kê năm 2021. Thì nó gồm có 3 vùng, là vùng gì con? Vùng gì? Vùng đất Việt Nam đúng không? Vùng đất, đây là vùng đất Việt Nam. Đây là vùng đất Việt Nam đây. Đất Việt Nam. Rồi cái hai là gì? Vùng biển đúng không? Vùng biển này, đây là vùng biển này. Vùng biển, và cái ba là vùng trời đúng không? Rồi. Về vùng đất Việt Nam á thì nó bao gồm toàn bộ phần đất liền của Việt Nam, bao gồm toàn bộ phần liền của Nam và hải đảo, được gọi là vùng đất của Việt Nam. Vùng đất của Việt Nam là nó bao gồm phần đất liền và toàn bộ các hải đảo của Việt Nam, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và đảo Trường Sa, được chưa? Và về biên giới thì biên giới đất liền là mình có đường biên giới khá là dài, dài khoảng gần dài khoảng 4.000 km, khoảng hơn 4.000 km. Và đường biên giới dài nhất là biên giới nó giáp đường giới ở bên Lào, dài nhất dài tới hơn 3.500 km. Đây đường biên giới đất liền này. Dài đến khoảng 4.000, khoảng hơn 4 km, được cắm bằng tới hơn khoảng hơn 120 cột mốc. Còn biên giới trên biển, là biên giới nó được xác định bởi đâu? Bởi nhất là hiệp định về phân định biên giới vùng lãnh hải ở Vịnh Bắc Bộ là nhất, thứ hai là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển vào năm 1982 đã xác định được cái biên giới biển của ta là nó nằm ở bên ngoài đường cơ sở, cách đường cơ sở 12 hải lý, nhớ ha. Đây là biên giới biển này, đi biển. Rồi để mốt bữa nào mình học cái đường cơ sở thì mình sẽ biết được cái là biên giới biển nó nằm ở đâu. Bây giờ hãy nói là biên giới biển nó nằm ở bên ngoài đường cơ sở, cái đường cơ sở là 12 hải lý mà thôi, nghe chưa? Rồi thứ hai, đó chính là vùng đất đúng không ạ? Vùng đất. Rồi, còn đường bờ biển thì xin phép không có nói thêm nhiều ha, tại vì cái con số này nó vẫn đang tranh luận nha. Và hiện nay là tính đến năm 2021 thì mình có gì? Mình có 28 tỉnh và thành phố trực thuộc biển đúng không ạ? Đây, 28 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương giáp biển, gọi là 28 tỉnh thành phố giáp biển này. Được chưa? Đây. Đây là khu vực các thành phố ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ nè. Đồng bằng Bắc Bộ là nó tới Quảng Ninh luôn ạ. Bắc Bộ rồi tới Bắc Trung Bộ, rồi mới tới Duyên Hải Nam Trung Bộ, rồi mới tới Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu, sông Đồng, chính là 28 tỉnh nó nằm ở cái vùng đó. Rồi, thứ hai là vùng biển của nước ta. Vùng biển nước ta có tới khoảng 1 triệu km vuông. Vùng biển nó bao gồm, nó gồm tính luôn cả đảo hải đảo, tích khoảng 1 triệu km vuông. Và gấp 3 lần diện tích phần đất liền đúng không? Và nó bao gồm có các phần sau đây. Nhất là phần gì không? Phần nội thủy là một. Thứ hai là phần lãnh hải. Thứ ba là vùng tiếp giáp lãnh hải. Thứ tư là vùng đặc quyền kinh tế biển. Năm là thềm lục địa. Nhớ ha, vùng đó, vùng miền nước ta gồm có 5 phần, gồm các bộ phận là nội thủy là cái vùng này nó tính tay ra được cơ sở đó. Là cái vùng này gọi vùng nội thủy. Xíu nữa bữa nào mình giảng kỹ cái vùng này cho nghe ha. Và cái vùng này á, thì tàu thì nước ngoài không vô, người ta gọi là vùng đất liền của mình á, cái vùng bên trong được cơ sở của mình á, người ta gọi là vùng đất liền, người ta mặc định là vùng đất liền của mình luôn. Nhưng mà vùng đó là tàu thủy ở nước ngoài không vô, nếu vô là sao? Phải xin phép, phải chưa? Rồi cái hai là vùng lãnh hải. Vùng lãnh hải là nó tính từ đường cơ sở ra chút xíu gọi là lãnh hải. Cái lãnh hải ở rìa lãnh hải, cái lãnh hải đó chính là vùng, đó chính là cái biên giới bên nào trên biển, thì bữa nào sẽ nói rõ cái vụ này ha. Chưa? Thứ ba là cái vùng trời Việt Nam. Vùng trời Việt Nam là đây. Đây là vùng trời Việt Nam. Rồi hiểu chưa? Đúng rồi.
vùng trời Việt Nam được xác định bằng nhất là vùng đường biên giới trên đất liền, thấy chưa? Con thấy mặt, phải chưa? Thứ hai là gì không? Thứ hai là ranh giới ngoài của lãnh hải, thấy chưa? Ranh ngoài của lãnh hải chính là gì? Biên giới trên biển, nhớ nha. Ranh giới ngoài của lãnh hải chính là biên giới trên biển, nhớ bài hồi nha. Tức là từ đường cơ sở qua ra 12 hải lý nữa là tới đường biên giới trên biển. Đây, em nhớ trên biển này. Trên biển là khu này. Đây. Ở đây là thầy vẽ tượng trưng thôi nha. À, chừng nào mà có cái bản đồ cụ thể thầy sẽ nói cụ thể nha. Và tới đây thì không có biên giới cụ thể tại vì ở đây là vùng tranh chấp, xin phép không nói ở đây nha. Rồi. À, và không gian của các đảo, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, Mẫu Đảo, Trường Sa, như vậy vùng trời của mình là gì? Gồm toàn bộ phần đất liền và các đảo và quần đảo, đúng không? Rồi. Bắt đầu tính từ đường biên giới trên biển và kéo dài lên tận hai quần đảo là quần đảo Hoàng Sa, Mẫu Đảo, Trường Sa, đó chính là vùng trời Việt Nam, tức là khi mà máy bay hay là tàu của nước ngoài qua cái vùng trời này đều phải xếp, đều phải thông báo cho chính quyền Việt Nam biết, được chưa? Rồi, thứ hai là vị trí địa lý của mình là sao không? Việt Nam nằm ở rìa phía đông của đảo Đông Dương. Đây là đảo Đông Dương này, thấy chưa? Đây là đảo Đông Dương này. Đây gọi là bán đảo Đông Dương. Thấy chưa? Mình dùng không? Mình dùng không? Mình dùng không? Đây được gọi là bán đảo Đông Dương và Việt Nam nằm ở rìa phía đông của đảo Đông Dương, tức là nằm ở ngay biển luôn nè. À, nằm ở ngay biển Đông, nó giáp với biển Đông. À, được chưa? Thứ hai là nó là vị trí cầu nối, đúng không? Đây nè. Cái này được gọi là cầu nối nè. Dạ. Rồi. Cái này được gọi là cầu nối. Và cái biển Đông được coi là cái tuyến đường hàng hải quan trọng từ Tây sang Đông. Được chưa? Đây. Biển Đông được coi là tuyến đường hàng hải quan trọng từ Tây sang Đông. À. Rồi, và biển Đông này là và biển Đông này cũng chính là cái tuyến đường di lưu của các loài sinh vật biển, tức là loài sinh vật biển à, khi ăn uống nó đều qua đây, tức là Việt Nam nằm trên là di lưu của các loài sinh vật, tức là loài Nhật nó đều đi qua đây, đúng không? Để đi qua đây nè, mà biển Đông là một cái tuyến đường quan trọng, nó vừa là tuyến đường hàng hải mà nó là vừa chính là gì, tuyến đường di lưu của sinh vật, nó cũng vừa là cái tuyến đường của các à, nằm trên cái vành đai sinh khoáng, đúng không? Đai sinh khoáng. Rồi, tiếp tục thứ ba đó là trên đất liền nè. Trên đất liền mình là có bốn điểm cực. Thứ nhất là điểm cực cực bắc ở đâu ạ? Cực bắc ở đây nè. À, cực bắc ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang, thấy chưa? Thấy cực bắc chưa? Anh xin phép là bị cắt mất xíu cho nên bị mất xíu không cảm nha. Thứ hai là điểm cực tây đâu em? Cực tây đâu? À, cực tây đâu? Cực tây ở xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh gì ạ? À, tỉnh Điện Biên, thấy chưa? À, như vậy là cực bắc ở Hà Giang, cực tây ở Điện Biên, còn cực đông ở tỉnh nào ạ? Cực đông ở đâu không? À, cực đông ở Khánh Hòa. Cực đông đây nè. Cực đông nằm đây nè. Hát đông chưa đó. À, cực đông ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Còn cực tây, à, còn cực nam. Cực nam ở đâu? À, đúng rồi, chính xác. Cực nam ở Cà Mau. Đây à, đây. Đây là cực nam ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Rồi thì trên vùng biển thì hệ tọa độ địa lý nó còn kéo dài từ khoảng 101 kinh độ đông đến 117 độ 20 độ kinh đông trên biển Đông, thì cái phần này mình cứu thêm nha. Rồi, à, về đặc điểm của vị trí địa lý thì như thế này, nhất đó là đối với hậu. Rồi, do là nằm trên khu vực có hậu nhiệt đới ẩm gió mùa cho nên là sao không? Nên tổng bức xạ hàng năm luôn luôn lớn và cán cân bức xạ luôn luôn dương, và nước ta nằm ở vùng ảnh hưởng của gió mậu dịch, đúng không? Nên khí hậu nó có hai mùa. Như vậy khí hậu mình có hai mùa là
khí hậu hai mùa là hai mùa gì á? Hai mùa là hai mùa, mùa mưa và mùa mùa nắng, đúng rồi, chính xác. Tại sao vậy? Do vị trí địa, vị trí địa lý, đúng rồi, vị trí địa lý. À, địa lý. Rồi, thứ hai là do tác động của các khối khí, cho nên ở Việt Nam của mình luôn luôn có độ ẩm cao, đúng không? Đúng không? Thấy chưa? Đọc sách à. Tác động của các khối khí di chuyển kết hợp với vai trò của biển Đông nên là độ ẩm rất cao. Nhưng mà các khối di chuyển thì nó sẽ tạo thành một cái dạng gọi là áp thấp nhiệt đới trên biển, đúng không ạ? À, và nó gây ra bão ở nước ta, đúng không ạ? Bây giờ bão còn mà, giờ bão vẫn còn, bây giờ đang là bão tiếp theo ở đâu? Nó đang ở đầu ở chỗ Philippines. Rồi thứ hai là đối với sinh vật thì Việt Nam nằm chế độ dưới của sinh vật. Các bạn xin đọc nói với nhau qua đây nè. À, biển Đông đóng vai trò là cái tuyến đường hàng hải của thế giới từ Tây sang Đông, và nó nằm trên tuyến đường di lưu của các loài sinh vật, và nó đồng thời là nằm trên các vành, là nơi giao thoa của hai vành đa sinh khoáng, đúng không ạ? Hai vành sinh khoáng là đa sinh khoáng Thái Bình Dương ở đây, đa sinh khoáng Thái Bình Dương ở trên đây, và nơi khoáng địa thì Trung Hải, nên khoáng sản nó rất là nhiều, và nhất là đồ sản mới, ví dụ như băng cháy hay là dầu mỏ vân vân, khí đốt rất là nhiều đây, mà nhất là dầu mỏ khí đốt nhiều nhất là ở vực miền, ở vực, ở vùng biển ở phía miền đông nam của nước ta, thấy chưa? Rồi, và vị trí của ta nó tạo nên sự phân hóa đa dạng mặt khí hậu. À, rồi, nó là dạng, nhất là ở đây. Rồi, tuy nhiên Việt Nam cũng một nơi trong vùng hay xảy ra thiên tai, nhất là một bây giờ không? Một là bão, hai là gì ạ? Hai là gì ạ? Việt Nam nó nằm trong vùng hay có thiên tai, nhất là gì? Miền Trung mà thiên tai nổi bật nhất đó chính là gì ạ? Đó chính là một là bão, thứ hai là lũ lụt, thứ hai, thứ ba là hạn hán, bão tư thì con xâm nhập mặn hiện nay đang diễn ra, rồi được chưa? Hiện nay là mình đang chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, cho nên hiện tượng gì? Hiện tượng thời tiết cực đoan, đúng không? Thời tiết cực đoan, rồi nắng lên bất thường, đúng không? Nắng lên bất thường là sao con? Xâm nhập mặn diễn ra thường xuyên, đúng không? Nên nó cao vậy. Dạ. Hầu như tất cả những sông đều dẫn ra biển, nhưng mà sẽ có một số con sông nó không dẫn ra biển mà nó chảy qua các hồ sông khác. Ví dụ như con sông Đà, sông Đà ở ngoài Trung Du và nước Bắc Bộ thì nó chảy biển và nó chảy sông Hồng. Nó là phụ lưu của con sông. Tại vì hầu hết là các con sông chính đó là chảy ra biển. Còn ở trên các con sông chính thì ở phần thượng lưu và phần hạ lưu, nhất là phần thượng lưu thì là có các con sông nhánh có vào, và các con sông nhánh và sông chính để tạo nên cái lưu vực sông. Nếu như nó chảy ra biển thì con nước đầu nguồn mà, thì nước đầu nguồn nó có. Thứ nhất á, đó là nước đầu nguồn là nó có từ ở trên các cái khu rừng. Tại vì ở rừng là cái cây nó có nhiệm vụ là nó giữ nước, cho nên là nó vẫn còn tạo ra một cái gọi là mạch nước ngầm. Mạch nước ngầm ở rừng. Và chính vì mạch nước ngầm như vậy cho nên là ở nơi đó luôn luôn có nước. Và một số con sông á, thì nó chảy ở trên núi, thì chạy hương nguồn ở trên núi xuống. Ví dụ như con sông Mekong thì nó chảy từ cái cao nguyên và cái vùng băng tuyết, cho nên là lượng nước nó phong phú. Nhưng mà hiện nay là đang là biến đổi hậu, cho nên là sao? Cho nên là băng tan rất nhanh, cho nên là dẫn đến tội gì? Lũ lên nhanh, nhất là một số con sông ở khu Đông Nam, Đông Nam Á, ha. Yeah.